Hello mọi người, chào mừng đến với kênh Dòng Tay Về Việc. Lại là Dustin và Nhi đây. Hôm nay vợ chồng mình lại ở Audi để lục thùng rác ha. Thì bây giờ khoảng 9:40, 9:45 tối rồi mọi người. Dustin, ông mới mua cái đèn. Cái đèn để ông đeo trên đầu, cái đèn đó mà cũng 40 mấy đô đó mọi người. Ông nói ông không cần đèn phá từ cái phone của mình nữa. Oh, there's chicken broth in there, honey. Is to dig like posts. Ooh. Heck Dad yeah. Want it. This is. Ooh. Nhìn nè mọi người. Cái này để làm vườn thì phải. Ooh, yeah. Có mấy chicken broth hay là beef broth gì đó nhiều quá. Yeah, beef. Take them all, honey. Well, some of them. Heck yeah, mọi người ơi. Nước súp ăn, nước súp bò, thịt bò ha. There's two more. It's more. Hold on, hold on. Được cái khoảng 8-10 hộp luôn. What are these? Ooh, shoes. Heck yeah. Dây mọi người, dây làm vườn. Dây máng làm vườn. Hai đôi dây làm vườn mọi người. The rest is garbage, honey. Okay. Right here, take your big bag. Heavy. I'm a sissy. Siêu thị thứ hai nha mọi người. Cái chỗ này khi nào nó cũng đứng, nó đứng ở trong nó liền đô ra. Đồ đây luôn. Can you open this up? Ooh, hoa mọi người ơi, hoa. Cái chỗ này khi nào cũng nhiều đồ. Và mình chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nha. Một tuần mới vui vẻ nha. À, nhìn sơ qua nha. Hoa quá trời. Hoa phải đồ quá trời nha. Chỗ này khi nào người ta cũng liền đồ ra hết á. Mọi người thích video thì bấm like cho vợ chồng mình nha. Bấm like, bấm đăng ký, chia sẻ, bình luận rôm rả. Can you turn your light off or something? No. Are the flowers nice? Some of them are nice. Yeah. Hey, there's water in here. Don't dump it, honey. Do that. Relax. Here. That's my onion. Ooh, there's green onion too, honey. No, for sure, that. You're stepping on the onion. Yes, melon. Just relax, man. khi nào mình thấy đồ mình thích là mình phấn khởi là mình. Kiwi. Here, give me that back. Some of the stink. We have enough onion.
Hôm nay chạy chiếc xe màu đen có chỗ nhiều rộng hơn nè mọi người. Đây là chỗ thứ ba mọi người ơi. Mình thấy nhiều đồ rồi nha. Quýt nè. There's a lot of stuff, honey. Pepper. Corn. Hay một đống đồ đây mọi người ơi. Đem vào từ cửa sau. Bây giờ cũng gần 11 giờ rồi. Ok, water. Từ nước cho máy ăn này nha mọi người. Nè, mấy em này nhìn thì có vẻ yếu đuối vậy, vậy hẻo hon như vậy, nhưng mà mình nghĩ chắc từ nước sau vài ngày thì mấy em sẽ ok thôi. Được mấy chậu đấy. Mấy cái chậu hoa này được 10 chậu mọi người. Mà cái chậu này người ta làm bằng sắt, bằng metal. Cái này là người ta là ấy để người ta bán để mà cho ngày lễ của mẹ đây, mà mấy cái này nó người ta không tưới nước cho nên nó chỉ quéo nè. Happy Mother's Day nè. Rồi đây, bên này là được ba bi khoai tây ha, khoai tây lượng. Còn bên này là hoa thì vợ chồng mình cũng để có đêm ở bên ngoài này cho nó mát mẻ. Có đổ nguyệt nước vào rồi. Ok mọi người ơi, mình sắp xếp xong rồi ha. Mình quay một lượt cho mọi người quay rồi sau đó đi từng phần nha. Mình quay video của mình thì thấy mình cái tay mình quay hơi nhanh vậy. Cái tay nói chung là mu nhiều quá, chuyển động nhiều quá cho nên cái chất lượng video nó không có được đẹp. Cho nên mình sẽ cố gắng quay chậm cho cái chất lượng video nó ok hơn ha. Ba bi măng tây nha mọi người. Mình thấy măng tây này nó vẫn còn rất là ok, cho nó không có hư nhiều lắm ha. Bên này thì một bi gừng nè. Lần đầu tiên mình tìm được gừng trong Audi nha. Còn bên này là một bi khoai lang tí hon. Mà cái bi này nó không có mọc mâm luôn mọi người. Đâu có một mâm đâu. Products of Canada. Khoai này của Canada. Không bị một mâm. Bên này nè, kiwi. Kiwi mở xem thử có hư trái nào không. Có vẻ như hư một trái nè mọi người. Hư một trái. Còn lại là ngón lanh canh đào luôn. Đó. Được khoảng 10 trái nha. Kiwi ha. Bên này một bi đậu snap peas. Mình thích cái đậu này vô cùng tận luôn. Bên này thì quả trời là nho nè, ăn phải nho mà là chanh. Lần trước chanh cũng nhiều mà lần này chanh cũng nhiều nha mọi người. Bên này thì mấy bi ớt chuông. Ớt chuông lần này không có ớt màu mà ớt xanh nhiều. Bên này thì mấy bi táo này chủ yếu cho em sóc thôi, mình không ăn quả ớt táo. Còn bên này nè, ba trái dứa lưỡi đã đời chứ mọi người ơi. Một cái trái, hai trái to này thì không hư, mà một trái này hình như cái chỗ này nó không biết phải hư không được, cái màu nó khác. Một bi cam. Cái loại cam này không biết còn ngon không đây nữa. Bên này thì một cái lettuce. Cái này để ăn rau sống ha. Bên này nè, trời ơi, quả trời là many peppers. Mấy cái loại ớt mà ớt tí hon này mọi người, 12 bi ớt tí hon. Có một số bi nó mình thấy nó rất là ngon lành. Còn một số bi thì một vài trái nó bị hư. Giống như bi này nè, một vài trái nó bị hư cho nên nó bay nhây ở trong này. Mình phải mở ra rồi mình lọc lại. Bên này nè mọi người, 4 bi spinach. Cái spinach này là cái ăn thủy thủ Popeye là thích ăn nha. Ai mà ngang tuổi như mình là lớn lên là quay hoặc hành là thủy thủ Popeye là khi nào cũng ăn rau spinach này để được sức mạnh ha. Còn bên này nè, cái này mình thấy ho nè mọi người. Mà cái beef broth này, cái này của Canada.
được 10 hộp nha mọi người. Khi nào nấu súp thì đổ 1-2 hộp vào, mà mọi người biết sao người ta liền không? Bị móp méo, cái hộp nó bị móp. Bán trong siêu thị mà mấy cái hộp móp này lắm ai mua hết cho nên người ta liền luôn. Có một số hộp nó vẫn còn ngon lành, mà trong cái nó bỏ trong một cái thùng lớn á, mà cái thùng nó có một cái hộp nó bị chảy nước cho nên nó người ta liền cái thùng luôn. Khi người ta chuyển hàng chắc có lẽ là bị dịch qua dịch về, ta bị bể. Còn hai cái này nè mọi người, hai đôi dép làm vườn. Cái đôi này là vừa xài ông Dustin nha mọi người. Đôi này là của đàn ông nè, còn đôi này là của phụ nữ nè, size số 7. Thì ở trong này, ở bên này thì nó có một cái miếng trắng này, còn ở bên này nó không có cái miếng trắng thì nó bị mất rồi cho nên người ta liền luôn. Cái này vẫn còn nhãn nè, biết hai đôi này người ta bán bao nhiêu tiền nè. Bên này thì là bốn bi hành lá, lần đầu tiên mình lượm được hành lá nè. Bên này là hai bi zucchini mà là đồ hữu cơ organic đó. Còn bên này là được ba bi salad người ta làm sẵn rồi mọi người. Mấy salad này nó nhìn vẫn còn tươi mà. Thì cái này là bạn tháng 5 ngày 17, 23, bữa nay mới ngày 12 thôi, 12, 13 thôi. Rồi được hai bi này, tôi thêm một bi này nữa. Bi này thì ngày 19 mày ấy lắm. Được chống nhìn vẫn ok. Thôi mình rửa cái bi ở ngoài rồi mình bỏ vào tủ lạnh. Còn bên này thì quả trái là hành nè. Hành tây thôi bỏ vào thùng rồi đem ra cho hàng xóm, cứ để ngoài cái hallway, khi nào ai muốn lấy thì lấy thôi. Đó, hôm nay được như vậy mọi người, quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ tranh thủ rửa một ít đồ rồi mình đi ngủ thôi, cũng 11 rưỡi rồi. Rồi mình rửa xong mấy ẻm này rồi nha mọi người. Ôi trời ơi, gần 1 giờ sáng rồi mọi người ơi. Bên này nè, dưới này nè. Mẹ em cho mẹ em nằm qua đêm cho mẹ em khô. Quay cái tủ lạnh nhà mình cho mọi người coi. Mình rửa xong mấy cái bi ngoài này rồi mình lấu khô rồi mình tụng tụi nó vào trong này cho rồi. Còn thế nào thì mai mình giải quyết sau. Bây giờ mình mệt quá rồi phải đi tắm. Còn mấy em này thì cho mấy em nằm ở đây rồi đó ha. Rồi mai tỉnh sau. Thu hoạch hành nè mọi người. Thật ra có khán giả gợi ý là trong mấy cái hành này xuống dưới đất, nhưng mà cái chỗ này là căn hộ thôi mọi người, không phải nhà của vợ chồng mình cho nên là không có trồng được dưới đất mọi người ơi. Cho nên là đành phải bỏ vào một cái lý này thôi. Đáng thay nước, trời ơi, nước hành nó thổi gì đâu luôn á. Mấy cái nhiều cái lá hành nó bắt đầu héo úa rồi nè, cho nên mình phải cắt bớt đi thôi. Nhìn nó ghê quá. Một đống hành này biết làm gì cho hết đây nữa. Mọi người ơi, mình quyết định làm kim chi hành. Thì mình quay trên YouTube thấy cái cô người Hàn Quốc đó, cô hướng dẫn kim chi hành cũng khá là đơn giản. Cho nên cái mỡ hành này mình làm kim chi nha. Hôm qua mình tham kim chi của trời à. Mà cái củ hành này nè mọi người, mình phải lột ra. Lột ra những cái dơ dơ bên ngoài này, để một đống nè, chảy mắt của trời luôn. Lột ra thì được mấy cái củ nhỏ nhỏ như thế này.
Đó, nhưng mà luộc nó cay quá. Bây giờ mình nấu nước với bột. Bột này mình dùng bột này nè mọi người. Bột bột nếp thì phải. Cái này người ta gọi là sweet rice flour. Mình bỏ khoảng 3 tablespoon cái bột này thôi. Luộc hành với rửa hành xong rồi mọi người ơi. Thì cái recipe cho cái món này là chỉ có đổ nước mắm vào, sau đó để khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho nó thấm, rồi sau đó đổ cái nước này vào, mà phải bỏ ớt vào nữa. Mình thì không có ở Hàn Quốc cho nên là bỏ ớt thường. Cái nước này nó còn nguội ra nè mọi người. Thì mình bỏ ớt này vào ha, mình không có ở Hàn Quốc, mình phải mua một bịch ở Hàn Quốc để lần sau mới xài mới được. Cho con mình cũng thích kim chi. Lần sau làm thì bỏ ớt Hàn Quốc vào nhìn nó đẹp mắt hơn à. Ớt này nó cũng cay sơ sơ thôi. Quay lên. Ồ, có ở Hàn Quốc thì nhìn nó đỏ lom rất là ngon ha. Ớt này nhìn không ngon chút nào. Mình mới lục trong trong tủ ra thì thấy ông Dustin ông có một cái loại ớt này nè mọi người. Nó có màu đỏ hơn mà nó bột bột bột, đổ ít vào. Nó có cái tỏi với thêm có ít muối trong nữa. Này chúng đổ vào cho nó có cái màu sắc đẹp một chút thôi. Cái ớt này hoàn toàn nó không cay luôn. mình mới ấy thử mà nó không cay luôn á. Không cay tí nào luôn. Mình khui cái ớt lục tư thùng rác ra nha mọi người. Ớt này vợ chồng mình lục tư thùng rác ra bỏ vào thì nó có cay được chút nào không. Chắc là để cho nó thấm một chút nữa nó mới cay, cho mình cứ đổ vào nhiều thôi cái tuyệt miệng. Hôm nay mình ngâm nước mắm được cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp này vào ha. Nói chung tố chén, tố bạc đựng thì mình không có cái gì chuyên dùng để mà đựng kim chi hết. Mình chỉ có hai cái tố này là to nhất hiện tại thôi à. Kim chi của mình xong rồi nha mọi người. Nhìn cũng khá là hấp dẫn ha, mặc dù cái ớt nó không đẹp bằng ớt Hàn Quốc. Mình nếm thử một tí nước thì nó khá là ngon. Mình chảy nước miệng luôn á, mình muốn ăn. Ăn ngay bây giờ, nhưng mà bây giờ đã 10 giờ đêm rồi cho nên ăn hành thì nó hơi hôi miệng. Thì sẽ đậy nắp lại sau đó để 7 ngày. Cái cô người Hàn Quốc đó có nói là hành kim chi hành là phải để 7 ngày nó mới ngon lắm. Rồi. Chuẩn bị 7 ngày sau có kim chi ăn ha. Tố này là một trong những cái tố mà vợ chồng mình lượm lục ra từ thùng rác được này. Đây nha mọi người. Nó đóng rất là kín. Đã đây quá. Mọi người ơi, ông Dustin nè, sáng bẹt gan ra đi garage sale nè. Well, này, các bạn vừa broke my dishes. So I bought all of this for $20. Ông nói vừa làm bể chén bà của ông. Bây giờ ông đi mua thêm đồ về mà cái nhà mà đã không có chỗ để rồi. Không có chỗ bỏ đâu, con đi mua thêm đồ về nữa. These were $20. This is a $300 set or more. Ông nói cái bộ này mà mới là $300 mà bây giờ ông mua $20 đây mọi người. Ôi rồi ơi, cái nhà cái căn hộ thì well, I'm gonna put this over. Căn hộ thì như cái lò bụi. Ôi rồi ơi, $20 they're used but hey they're great and Fiesta. Trời mấy cái loại chén bát này nó nặng. Thing is, looks good. So, just thought I'd show you what I got. Got some bowls. Ông này ông mê đi garage sale ông con. Ông này ông yeah, cái này cho mình miễn phí. Không có tiền. Không có tiền. No, they have that for free, but I'm gonna. Thông này đem ra cho hàng xóm nha mọi người. Đem ra bỏ ở chỗ hallway để cho hàng xóm ai muốn lấy thì lấy ha. Sáng nay mình ngủ dậy nè, khoảng 8 giờ lột mấy cái hành nè. Lột mấy cái hành, cái vỏ dơ ra cho nó sạch sẽ. Bên này thì chanh, bên này thì ớt. Thì lần trước vợ chồng mình còn bỏ một thùng chanh với onion ra. Thì chanh người ta lấy sạch sẽ luôn. Còn onion thì người ta còn để lại khoảng 10 củ. Bây giờ hôm nay bỏ ra thêm một thùng nữa. Hy vọng là người ta dùng hết. Còn bên này thì mình vợ chồng mình để lại một cái như nhỏ nhỏ như thế này để mà cần thì xài, cần thì dùng ha. Ok, mình bắt đầu
cắt mấy cái lá hư lá chết này nha mọi người. Bên này mình cắt một cái rồi này, đây. Đó, nhìn ok không? Cái này đợi khoảng vài tuần nữa là em mọc thêm hoa là đẹp luôn ha. Còn chín cái để cắt nữa. Rồi, mấy em này mình cắt xong rồi mọi người ơi. Nhìn mấy em cũng không để nổi tê ha. Đó, 10 chậu nha. Quá trời là hoa. Bây giờ qua cắm mấy cái em hoa này. Mấy em hoa này có cái thì chết, cái thì sống, cái thì héo úa. Nhưng mà để xem cái thứ mình giải cứu được chừng nào. Mấy em hoa này thì mình chỉ lấy được chừng này thôi mọi người. Không có tê lắm. Đó. Chỉ được chừng này thôi. Ôi, hoa nhìn cũng khá là đẹp ha. Hoa tím nè. Có hoa cẩm chướng nữa. Đây là hoa cẩm chướng nè. Hoa cẩm chướng màu hồng phấn nè. Yep, được như thế thôi. Bữa nay trời nó nắng rồi mọi người, trời nóng rồi cho nên đồ trái cây nó hư rất là nhanh ha. Cho nên bọn vợ chồng mình sẽ chỉ cho mấy con sóc ăn táo với nho thôi. Còn những cái thứ khác thì tụi nó nói chung cũng thích lắm, chỉ tụi nó chỉ thích táo thích nho thôi. Mình cắt ra thế này đem ra chân này cho tụi nó ăn, con cái phần này là để trong nhà lựa chỗ nào mặc mát mát bò. Rồi một ngày thì cắt cho tụi nó khoảng vài trái tụi nó ăn thôi, chứ con đổ ra nhiều quá mà tụi nó ăn không hết ra thì hứa cũng uổng. Táo bữa nay trái nào nó cũng có cái chỗ bâm hết, trái thì bâm ít, trái bâm nhiều. Đó, có trái thì nó chỉ có bâm một hai chỗ nhỏ nhỏ thôi, còn có trái thì nó bâm quả trời, bâm rất là nhiều ha. Đó, giống như trái này nè mọi người ơi, mình húi hủ kim chi hành mình làm ha. Thì người ta nói để khoảng 7 ngày ăn mới ngon, nhưng mà mình cũng được khoảng 5 ngày rồi. Mà để ở ngoài 5 ngày biết nó có chua dữ không, không mình khui ra mình ăn thử với thử. Chua. Chua quá, chua rồi. Chua. Cái lớp hành ở trên á, nó chắc nó không được thấm gia vị lắm. Tại vì nó nổi lên mặt trên cho nên cái nước nó không chạm được cái nước mọi người. Mình nghĩ cái kim chi hành của mình không được ngon cho lắm. Không biết cái hương vị của người Hàn Quốc làm thế nào, mình thấy cái hương vị mình làm không được ngon. Thôi ngon hay không ngon, ăn đại cho rồi. 9 giờ rưỡi rồi. Bên này thì mình làm cơm chiên với trứng nha mọi người. Cơm thì chiên với trứng thôi chứ không bỏ màu mè gì cả. Tại vì hồi ăn với kim chi rồi thì nó mặn vị mà chua rồi cho nên không cần bỏ. Thôi video của mình đến đây thôi nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành và rất là nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc ha mọi người. Thích video của vợ chồng mình thì nhớ bấm like, bấm đăng ký, bình luận cho rôm rà với chia sẻ để nhiều người khác biết đến kênh của vợ chồng mình hơn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau ha. Bye.